Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ngày hôm nay tôi đang bắt gặp anh Tiệp ở ngoài đồng anh em ạ. Đang lang thang ngoài đồng. Tình cờ thì tôi đi qua, tôi cũng không, hôm nay tôi đi chơi, may quá tôi cầm máy quay thế đi qua đây thấy anh Tiệp anh đang lọ mọ ở ngoài đồng. Cứ đu đu bụp anh em ạ. Đu đu bụp. Đang anh ấy đang chỉnh diều anh em ạ. Và bây giờ tôi sẽ ra và quân sư cho anh Tiệp để chỉnh cho con này nó lên nhá. Anh ấy chỉ biết làm thôi chứ không biết thả anh em ạ. Đây rồi. Phải dài ra anh ạ. Đâm phải tầm 200m. Phát là lên gió trên rồi. Anh Tiệp đang buồn quá các bạn ạ. Tôi thấy diều ướt rồi. Ướt cả dái. Đây rồi, đây rồi. Em chào anh Tiệp nhá. Rất thanh niên. Đấy, con này 2m mấy anh Hiệp? 2m3. Của quá ai đây? Có khách chưa? Có khách chưa? Khách rồi. À, có khách rồi, đang test cho khách à? Đây anh em ạ, tình cờ tôi đang bắt gặp Minh vòng vòng ra kia đi. Cho nó đi ra đường trước đấy. Em đi nhà cái. Đây anh em ạ, một con diều 2m3 căng đét luôn, căng đét rất mù anh em ạ. Ui. Đấy. Rất là đẹp luôn, giấy đỏ ạ. Châm hương khâu viền anh em nhá. Châm hương khâu viền rất là cẩn thận luôn. Như con diều này thì hiện tại bây giờ giá của nó đang là bao nhiêu anh nhỉ? Đồng diều chưa sáo. Đồng diều chưa sáo á? Ừ. Nó ở 350-400. 350-400 cho một con diều 2m3 à, phải không? Đâu, con này có 2m1. À 2m1 anh em ạ, 350-400 thôi. Đấy. Rất là nét luôn. 200.000 một mét, cứ cho 200 một mét nhỉ? Phải không? Ừ, tầm đấy. Rồi, tầm đấy. Cái này giá nó vô kể lắm. Anh ấy vui vui ấy, anh ấy còn bán cái giá gần như là cho anh em ạ. Không, anh vui anh cho luôn. Không, anh không làm gian nan, anh vẫn phải lấy tiền nan. Thế nhưng mà ít người được như thế lắm. Đấy, một con diều rất là đẹp luôn, có khách rồi anh em ạ. Con này nó đang bị làm sao anh? Chắc đang nặng đuôi à? Nặng đuôi bây giờ làm thế nào nhỉ? Cho gì lên đầu à? Anh vừa chuyển lên. Đuôi rất là đẹp, con này thế phải cõng sáo to hơn tí. Không phải to đâu. Chắc đi 35 à. Bằng này nhưng mà nặng hơn. Cái đấy á, 40, 35 mét nào được. Đấy anh em ạ. Ăn nèo giữa. Ăn nèo giữa thế nhưng mà đang khóa nèo vào để cho bớt nghịch. Con này nó cõng đi 40 mà chắc em nghĩ tầm khoảng 3 lạng nhỉ. Tầm 3 lạng ấy. 3 lạng, 4 lạng rưỡi. Trái biết. Đúng á. Anh thì đâm tầm 200m. Quả này mấy lạng anh? Hả? Quả này mấy lạng anh? Quả này mấy lạng? Quả này 2 lạng. 2 lạng thế nó phải cõng 3 lạng, 3 lạng rưỡi. Đâu hả anh em? Bắt loa đeo tai nghe lại anh em nhá. Lên này. Lên rồi. Cái gió này anh đâm không có giờ. Cái gió này có gió, nếu đâm không có gió này cũng được là đuôi thôi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi rất bồng bềnh luôn. Con này nó cân rồi. Con này cân rồi, nó không có gió. Ôi con kia lấy đâm á, lấy con mút kia, luôn. Con kia 200m. Phải đâm dài dài một tí. Không, đâm 200m luôn đó trên. Ừ, đấy phải đâm dài dài một tí. Có gió đâu. Đảo có anh, đấy tầm nó giải dây rồi đấy. Lúc mà vừa mới đâm lên á, dây căng điếc. Đợi cái gió đấy. Đợi cái gió để đâm anh em ạ. Bây giờ thì anh em đợi tôi một tí để tôi ra ngoài kia. Khả năng anh Tiệp anh sẽ đi dài dài hẳn luôn để đâm anh em ạ. Thì nó mới lên được. Đang lưỡi đang lên rồi đây. Đâm dọc thẳng đi rồi. Đó, thế mà nó ở dưới nó còn quấn cái gì gió còn thăng đông lam cái gì. Cái đấy. Có cái gió nó hất trong cái này. Hay ở chỗ nó hất. Nó đâm dài lắm. Đâm. Anh ấy biết tí luôn mà. 200m. Anh hết cái đường này là lên. Trời, nhá anh em tối rồi.
Mất loa để tôi nghe lại lần hai. Lên rồi đấy. Lần đầu. Nó cứ phải có gió. Ông Bánh ấy cứng. Rồi. Cứng rồi, con này cứng quá. Ok anh em ơi, hiện tại thì bây giờ diều cũng đã lên rồi các bạn ạ, mà tối rồi. Con này lấy là không bắt được bệnh. Thực ra thì nó bị nặng đuôi, nhưng anh Tiệp anh bảo ấy, thêm tí vào đầu thế là diều lên rồi. Ok anh em. Đấy, bây giờ khá là tối rồi, anh em nhìn nè, diều lên rồi. Tầm này thì các bạn chắc chắn là không nhìn thấy nữa rồi. Đấy. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Nếu anh em nào cảm thấy video mình hay thì nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhé. Bye bye anh em. Quay diều cho anh em xem tiếp kìa. Ok, cái bộ mầm này trắng trắng kìa. Đấy. Biển trắng trắng ấy. Ok anh em nhá.